tọa lạc trên khu đất rộng 800 m2 trong một cộng đồng dân cư cách thành phố Buenos Aires 30 km. Tedder Joe House là một khu nhà ở gia đình quy mô trung bình, đáp ứng các yêu cầu của một cuộc sống xã hội năng động, không gian linh hoạt và biên độ trực quan, nhấn mạnh sự riêng tư. Dự án được tổ chức theo hai cấp độ, theo mô hình hình chữ nhật phát triển xung quanh các sân khác nhau. Mỗi sân có một đặc điểm cụ thể. Chuỗi đục lỗ này cho phép ánh sáng và không khí tự nhiên xâm nhập vào mọi phòng trong nhà, đồng thời làm cho không gian bên trong trở thành phần mở rộng của không gian ngoài trời. Lối vào chính của ngôi nhà được tạo ra bởi độ cao địa hình. Đối với đường phố, da gỗ hoạt động như một rào cản giữa công cộng và tư nhân, tạo ra một không gian đa năng được che phủ một phần, cùng với không gian mở, tích hợp hoàn toàn với khu vườn, tạo ra một không gian duy nhất độc đáo.